Áy náy vì Toàn được chồng tặng quà, Haruon khoe luôn đồng hồ tiền tỷ đính đầy kim cương cho Trấn Thành. Một lần chơi lớn của Haruon đã khiến cả showbiz phải trầm trồ. Kể từ khi lấy chồng cho tới nay, Haruon luôn khiến người hâm mộ phải ghen tị vì lúc nào cũng được Trấn Thành chiều chuộng yêu thương hết mực. Mỗi ngày lễ kỷ niệm, Trấn Thành đều không tiếc tiền mua quà hàng hiệu tặng bà xã. Có lẽ áy náy vì Toàn nhận quà của chồng, Haruon đã dành dụm mua tặng ông xã món quà đặc biệt. Mới đây trên tài khoản Instagram cá nhân, Haruon đã tiết lộ về món quà đặc biệt mà sau 2 năm mới mua được cho Trấn Thành. Nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ, chồng mình cầu hôn bằng chiếc nhẫn kết hôn, thực sự hai đứa không biết là lúc cầu hôn là phải đưa kim cương, quán ngày thơ, vậy mà mình ok mới ghê, sau đó bao nhiêu người hỏi là nhẫn kim cương đâu mới nhớ là à. Lúc đó đã quá muộn vì đã nhận lời. Lúc mà mình cưới, mình rất muốn mua cho chồng một chiếc đồng hồ xịn kỷ niệm cưới, đeo suốt đời và mỗi lần nhìn là nhớ đến hôn nhân. Mà lúc đó chưa kiếm ra được hàng ân ý, nên thôi, mình đưa tiền mặt luôn, số tiền đó dành cả năm trời mới có. Và nói với anh ấy là mốt anh ấy lấy tiền này mua đồng hồ nhé, và anh ấy đã ok. Sau khi kết hôn, ổng cũng e ngại chuyện chưa tặng nhẫn kim cương hay sao, nên dắt mình đi mua nhẫn kim cương. Thực sự lúc đó mình quá xúc động, thực ra lúc đi mua mình còn nghĩ kim cương và hộp chớp chớp nó cũng như nhau, không khác gì nhiều, đó là sai lầm. Chứng kiến mới biết là khác lắm. Lúc nhận cái đó mình thực sự xúc động, ngày nào cũng coi nhẫn không. Mà cũng thấy hơi ngại ngại vì anh ấy chưa mua được đồng hồ, nhưng cuối cùng anh ấy đã có. Nãy lén lén lấy bill coi giá và hoàn toàn xài dư sức trong số tiền mình đã đưa cách đây 2 năm. Coi mà mừng muốn chết, tuy đã cưới hơn 2 năm, nhưng dù sao chồng mình cũng có đồng hồ kỷ niệm cưới, mừng quá đi. Quà kỷ niệm của Haruon tặng Trấn Thành là một chiếc đồng hồ hàng hiệu đính đầy kim cương có giá trị gần 1 tỷ đồng. Một lần chơi lớn của Haruon đã khiến cả showbiz phải trầm trồ. Bên dưới phần bình luận, nhiều người để lại những lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi. Cưới nhau được 2 năm nhưng đến bây giờ Haruon mới hoàn thành ước nguyện tặng quà cưới cho Trấn Thành. Nhiều người đùa rằng Haruon dè sẻn tiền đưa cho chồng là để tích quỹ đen, thế nên giờ mới có nhiều tiền mua quà cho chồng như thế này. Trong chuyến du lịch Thái Lan vừa qua, Trấn Thành đã phải nôn ra 250 triệu để mua hai chiếc túi xách hàng hiệu cho Haruon. Chưa kể trước đó, nam danh hài cũng vung tiền mua loạt quà đắt đỏ tặng bà xã nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Hội chị em không khỏi suýt xoa khi nhìn loạt đồ hiệu Trấn Thành mua tặng Haruon. Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi sau 2 năm về chung nhà khiến không ít người từng hoài nghi phải ngưỡng mộ. Tâm lý như Haruon mua quà sinh nhật khủng tặng em út của Trấn Thành. Mặc dù sinh nhật đã qua 2 ngày, nhưng em gái Trấn Thành vẫn nhận được món quà sinh nhật đến từ chị dâu Haruon, khiến cô nàng rất vui sướng. Nữ ca sĩ còn khẳng định đây là món quà của riêng mình, tặng em chồng không liên quan gì đến Trấn Thành. 15 tháng 2 là ngày sinh nhật lần thứ 20 của em gái Trấn Thành Huỳnh Ân. Dù anh trai Trấn Thành chưa có động thái nào, Haruon đã có cách xử lý đúng chuẩn mực của một chị dâu. Mới đây trên trang cá nhân, Haruon đã chia sẻ clip ngắn lúc tặng quà cho Huỳnh Ân cùng với lời nhắn đáng yêu. Hôm nay nghe nói tổ chức sinh nhật dánh nè, hôm nay đi quay nên không biết có được đi không, hu hu. Nên thôi chị đã tặng cho em món quà trước, một lần nữa chúc mừng sinh nhật em nhé. À, đây chị kiếm tiền mua chứ không liên quan gì tới anh của em nhé. Mong em thích món quà này, chị với chị Vũ kiếm quá trời đó. Yêu em. Haruon đã tặng em út một túi quà của một thương hiệu rất nổi tiếng. Haruon được lòng cả gia đình chồng, từ bố mẹ đến hai em gái, nữ ca sĩ thân với em gái út nhất nhà. Trời ơi, có tâm quá đã tặng quà xịn còn xài filler cho em. Cảm ơn chị tặng quà chất lượng cho em nghen. Sinh nhật chị em tặng có cây son mà giờ chị quất nguyên đôi giày vô mặt em. Em cũng cảm ơn chị Vũ lừa quà cho em nha. Sau khi nhận quà từ chị dâu Haruon, cô em chồng cười tít mắt vì bất ngờ và hạnh phúc. Cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật và không quên ghen tị khi Huỳnh Ân có chị dâu lại tâm lý như thế này. Em gái Trấn Thành tên thân mật ở nhà là Dánh. Huỳnh Ân sinh năm 1999, sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt ăn hình cũng như gu thời trang bắt mắt. Cô hiện đang theo học tại một ngôi trường dành cho hội nhà giàu ở thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh du lịch cùng gia đình, trong đó có những bức ảnh vô cùng thân thiết với chị dâu. Em gái Trấn Thành thường xuyên chia sẻ ảnh gia đình trên trang cá nhân. Không chỉ thế, trên trang cá nhân, hai chị em cũng thường xuyên tương tác nói chuyện lầy lội thân mật với nhau. Thời gian qua, em út nhà Trấn Thành cũng bắt đầu tập tành gia nhập showbiz
khi đóng web drama cùng chị dâu Hari Won. Lê Phương khoe nhan sắc rạng rỡ dù đang mang bầu lần hai. Tuy đang mang thai lần hai, nhưng Lê Phương vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, làn da mịn màng, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Thời gian qua, Lê Phương thường xuyên cập nhật những hình ảnh tươi xinh trên trang cá nhân để khoe niềm hạnh phúc trong lần thứ hai mang bầu. Có thể thấy, nhờ được ông xã chăm sóc chu đáo nên Lê Phương ngày càng trẻ đẹp. Tuy đã bước qua tuổi băm, nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu làn da căng mịn, gương mặt tươi tắn và chưa hề xuất hiện nếp nhăn. Để tập trung dưỡng thai, người đẹp đã nghỉ đóng phim từ trước Tết Nguyên Đán khá lâu. Hiện tại, nàng hương của Gạo Nếp Gạo Tẻ cũng ít khi nhận lời đóng quảng cáo do Trung Kiên yêu cầu vợ nghỉ ngơi thật nhiều. Từ ngày biết bà xã có thêm baby, Trung Kiên chăm chỉ làm việc nhiều hơn để có tiền lo cho cuộc sống sau này. Mặt khác, anh cũng hỗ trợ Lê Phương hết mình trong việc nhà khiến ai cũng ngưỡng mộ. Lê Phương khoe ảnh tình cảm bên Trung Kiên và chú thích nụ cười của mẹ bầu. Trung Kiên rất cưng chiều Lê Phương khi mang thai. Dù đang bầu bì nhưng Lê Phương vẫn xinh đẹp rạng ngời. Lê Phương từng lầm lỡ một đời chồng, nhưng giờ đây lại đang được sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Từ ngày có Trung Kiên, người đẹp không còn phải đau khổ hay bận tâm quá nhiều về quá khứ. Đặc biệt là Trung Kiên cũng yêu thương con riêng của vợ như con ruột. Có thể nói hạnh phúc mà nàng hương của Gạo Nếp Gạo Tẻ có được sau nhiều sóng gió đã tiếp thêm niềm tin cho không ít phụ nữ từng đổ vỡ trong hôn nhân. Đặng Văn Lâm khoe cơ bụng rắn chắc ở bể bơi. Đặng Văn Lâm cùng đồng đội ở Thái có những giây phút thư giãn và hồi phục năng lượng để khởi động cho mùa giải Thái League 2019. Là một trong những cầu thủ sớm xác định bến đỗ mới sau ASEAN Cup 2019, Đặng Văn Lâm nhanh chóng hòa nhập trong bầu không khí mới của câu lạc bộ Monthon United. Với khả năng sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Nga, cầu thủ thành câu lạc bộ Hải Phòng không gặp nhiều khó khăn khi giao tiếp với các đồng đội đến từ nhiều quốc tế khác nhau. Gần đây, Văn Lâm quyết định liên hệ và mời huấn luyện viên thể lực về huấn luyện. Ông Asporo chính là huấn luyện viên thể lực, từng hỗ trợ Văn Lâm trong thời gian anh còn thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng. Ông thầy người Nga có nhiều kinh nghiệm làm việc với các tuyển thủ Nga và từng giúp Văn Lâm nâng cao đáng kể chất lượng cơ bắp trước thềm AFF Cup 2018. Ban đầu, Văn Lâm chỉ định thuê huấn luyện viên trong một tháng, nhưng sau khi biết được ý định của Lâm Tây, câu lạc bộ Monthon đã đặc biệt quan tâm tới huấn luyện viên này. Đội bóng Thái Lan quyết định đưa ra đề nghị hợp đồng dài 6 tháng cho ông. Văn Lâm được đánh giá là một trong những cầu thủ có thể hình chuẩn. Bác sĩ của Bệnh viện Bangkok, người đã kiểm tra y tế cho Lâm Tây trước khi chính thức ra mắt, chia sẻ: "Chúng tôi kết luận cơ thể của cầu thủ này rất hoàn chỉnh, trải qua thời gian thi đấu liên tục cho đội tuyển Việt Nam, nhưng cậu ấy không gặp phải bất kỳ chấn thương nào và sẵn sàng ra mắt Monthon." Văn Lâm nhận sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ Việt Nam khi anh được trao chiếc áo thủ môn số 1 của đội bóng Thái Lan. Trong số 3 thủ môn còn lại của Monthon, chỉ có cầu thủ khoác áo số 28 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp xuất bắn chính với Văn Lâm. Cả hai sở hữu thể hình tương đương, trong khi Văn Lâm vừa chứng tỏ được khả năng ở các giải đấu tầm cỡ quốc tế. Còn anh ta lại có lợi thế là kinh nghiệm thi đấu dày dặn tại giải vô địch quốc gia Thái Lan. Gia nhập Monthon sẽ là bước ngoặt lớn kế tiếp trong sự nghiệp của Văn Lâm. Câu lạc bộ này là ứng cử viên vô địch Thái League 2019, nhiều khả năng sẽ dự AFC Champions League mùa sau. Đây cũng là nơi từng đặt bệ phóng cho Messi Thái trước khi chinh phục G-League. Tại Monthon, hợp đồng của Văn Lâm trị giá hơn 500.000 đô, hơn 11 tỷ đồng, thu nhập hơn 10.000 đô mỗi tháng là 230 triệu đồng. Ngoài ra, Monthon cũng cung cấp nhà, xe riêng và thưởng thêm tùy theo thành tích cá nhân của Đặng Văn Lâm và đội bóng. Monthon là một trong những thế lực khổng lồ của bóng đá Thái Lan. Trong thập kỷ trở lại đây, đội bóng thuộc tỉnh Naparu từng có 4 lần vô địch, lần gần đây nhất vào năm 2016. Mùa trước, Monthon đã lần đầu tiên tụt khỏi top 3 sau nhiều năm. Với tham vọng và thế lực của Monthon, đó là kết quả không thể chấp nhận được. Do không có vé dự cúp châu Á mùa này, trở lại ngôi vương Thái League 2019 là mục tiêu lớn nhất của câu lạc bộ Thái Lan. Trong đội hình của câu lạc bộ có một cái tên không còn xa lạ với cổ động viên Việt Nam sau AFF Cup 2018, đó là tuyển thủ Thái Lan Adisat Koroz, vua phá lưới AFF Cup 2018, hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên hàng công đội bóng chủ sân SCG ở mùa giải tới. Một mực phủ nhận tình cảm, Lan Ngọc lại bị bắt gặp hẹn hò bí mật với Chi Dân ở Nha Trang.
Nhìn những hình ảnh này, ai cũng phải thắc mắc về mối quan hệ giữa Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc. Thời gian vừa qua, chuyện tình cảm giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân luôn là đề tài khiến người hâm mộ phải tò mò. Không ít lần cặp đôi bị bắt gặp đi hẹn hò với nhau, nhưng trước tin đồn tình cảm, cả hai đều một mực giữ im lặng. Mới đây, Lan Ngọc và Chi Dân lại tiếp tục bị bắt gặp hẹn hò bí mật tại Nha Trang. Một cư dân mạng đã vô tình bắt gặp Lan Ngọc Chi Dân tại Nha Trang, dễ dàng nhận ra cặp đôi khi ngồi cùng nhau tại bàn ăn. Mặc dù đi cùng nhóm bạn nhưng Chi Dân rất thoải mái nói chuyện với Lan Ngọc. Việc thường xuyên xuất hiện với nhau như thế này làm nghi vấn cả hai đang hẹn hò, thêm có cơ sở là đúng. Tin đồn nữ diễn viên và ca sĩ Chi Dân hẹn hò bắt đầu từ cuối tháng 4 năm ngoái, sau khi cả hai lộ ảnh cùng đi xem phim Tình Tứ trên phố vào tối muộn. Cùng thời điểm này, Chi Dân sáng tác ca khúc Lỡ Như Anh Yêu Em như lời thổ lộ tình cảm của bản thân dành cho người yêu bí mật. Từ đó, cặp đôi liên tục bị bắt gặp bên nhau. Trong một game show, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ trả lời ừ đúng rồi khi nhận được câu hỏi về tin đồn hẹn hò với Chi Dân. Chi Dân cũng từng thừa nhận Lan Ngọc có một số điểm giống mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Đặc biệt, anh còn cảm kích vì Ngọc là cô gái xinh đẹp, sống trong showbiz nhưng giản dị, không thích dựa dẫm vào ai. Cả hai bị bắt gặp trên máy bay khi đi du lịch Côn Đảo. Hai người luôn kín tiếng khi nói về chuyện tình cảm. Nhưng khi nhìn những hình ảnh này, khán giả càng thêm phần khẳng định về mối quan hệ của Chi Dân và Lan Ngọc.